Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận trang 31 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: Hãy căn cứ vào cấu tạo của tua miệng và khoang ruột, làm rõ quá trình bắt mồi, tiêu hóa mồi theo gợi ý của các câu hỏi sau. 1. Thủy tức đưa mồi vào miệng bằng cách nào? 2. Nhờ loại tế bào nào của cơ thể thủy tức mà mồi được tiêu hủy? 3. Thủy tức có ruột hình túi, nghĩa là chỉ có một lỗ miệng duy nhất thông với bên ngoài. Vậy chúng thải bã bằng cách nào? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại lý thuyết bài 8, Thủy tức, trong sách giáo khoa sinh học 7, trang 29. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Câu hỏi 1. Thủy tức đưa mồi vào miệng bằng cách đưa tua miệng quờ quạng xung quanh. Khi chạm mồi, thì tế bào gai ở tua miệng phóng ra chất độc làm tê liệt con mồi. Câu hỏi 2. Nhờ tế bào mô cơ tiêu hóa của thủy tức mà mồi được tiêu hóa. Tế bào mô cơ tiêu hóa chiếm chủ yếu ở lớp trong. Phần trong có hai roi và không bào tiêu hóa, làm nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn là chính. Phần ngoài liên kết nhau, giúp cơ thể co duỗi theo chiều ngang. Câu hỏi 3. Thủy tức có ruột hình túi, nghĩa là chỉ có một lỗ miệng duy nhất thông với bên ngoài. Vậy chúng thải bã ra bên ngoài thông qua lỗ miệng. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận trang 31 trong sách giáo khoa sinh học 7.